chào quý vị các bạn. Mùa hè ở miền Bắc và mùa mưa ở miền Nam là thời điểm mà những cơn mưa rào và dông thường xuyên xảy ra. Bởi vậy mà những vật dụng che mưa luôn luôn cần thiết. Với miền Bắc thì dạnh áp thấp gây mưa còn duy trì và cứ khoảng đêm về sáng sớm, quá trình hội tụ xảy ra mạnh mẽ nhất cũng là lúc mà mưa vừa đến mưa to xảy ra tại các tỉnh thành ở tại vùng núi thuộc khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và cả Đông Bắc của khu vực. Người dân khu vực này cần phải hết sức đề phòng với tố, lốc và hiện tượng gió giật mạnh khi mưa dông xảy ra. Các tỉnh còn lại thuộc Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, lượng mưa không nhiều bằng vùng núi và cũng phân bố không đều về diện, nhưng rải rác trong đêm qua và sáng nay thì cũng xuất hiện mưa rào. Do có mưa nên nền nhiệt độ về đêm và sáng mát mẻ hơn, dao động là từ 23 cho đến 25 độ tại vùng núi, còn vùng đồng bằng nhiệt độ cao hơn một chút, nhưng nhìn chung sáng sớm vẫn là khoảng thời gian mát mẻ nhất trong ngày, với mức nhiệt độ vào khoảng 25 đến 27 độ. Trưa chiều thì trời vẫn có nắng và nhiệt độ ít biến đổi so với ngày hôm qua, dao động là từ 29 cho đến 31 độ tại vùng núi và từ 32 đến 34 độ tại các tỉnh thành đồng bằng. Nhìn chung thời tiết sẽ chỉ hơi oi nóng vào khoảng đầu giờ chiều. Mưa phần nào giúp giải nhiệt và cung cấp nước tưới tiêu. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý nhất là nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc. Do mưa đã diễn ra rải rác liên tục trong nửa tháng qua, kết cấu đất đã bở nhão và có thể trượt lở bất cứ lúc nào. Nằm gần với rãnh mây dông ở Bắc Bộ nên các tỉnh phía Bắc Trung Bộ là Thanh Hóa, Nghệ An, hôm nay có thể đón một vài cơn mưa rào và dông trong thời điểm đêm và chiều tối. Tuy nhiên, những cơn mưa này xảy ra với lượng ít, chỉ đủ góp phần làm tăng độ ẩm và gây cảm giác oi nóng trong bối cảnh nền nhiệt độ ở hai tỉnh này vẫn còn ở mức tương đối cao là 33 cho đến 34 độ. Các tỉnh còn lại của miền Trung tuy nằm xa về phía nam của rãnh mây dông nhưng cũng phần nào được xoa dịu nắng nóng với những cơn mưa rào cục bộ ở một vài nơi vào lúc chiều tối. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Phú Yên dao động là từ 34 cho đến 35 độ. Nắng nóng cục bộ chủ yếu xảy ra ở vùng núi phía tây của khu vực. Trong khi đó, ở tại khu vực từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận, Bình Thuận dịu mát hơn với trưa chiều dao động là từ 31 đến 33 độ. Mưa cũng diễn ra ở phần phía Nam, tuy nhiên hiện giờ thì các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ chỉ chịu ảnh hưởng đơn thuần của gió mùa Tây Nam đang ổn định dần hoạt động. Do đó mưa không còn xuất hiện đều khắp khu vực như những ngày trước đó mà giảm dần chỉ còn ở diện rải rác, nơi có nơi không. Thời gian có mưa cũng lui dần về lúc chiều muộn. Do mưa giảm nên nắng trong ngày nhiều hơn và nhiệt độ cao nhất ở tại Tây Nguyên sẽ là khoảng 30 đến 32 độ, còn ở khu vực Nam Bộ dao động là từ 32 đến 34 độ. Đây là mức nhiệt độ tương đối dễ chịu và cũng phù hợp với quy luật hàng năm trong cùng thời kỳ. Mưa giảm dần trên đất liền nhưng vẫn còn diễn ra rải rác trên biển. Ngày hôm nay thì các vùng biển ở phía Nam bao gồm ngoài khơi khu vực Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, khu vực phía Nam Biển Đông trong đó có quần đảo Trường Sa vẫn xuất hiện mưa về chiều nên các tàu thuyền cần phải lưu ý với tầm nhìn giảm thấp trong mưa. Trong khi đó thì khu vực Bắc và giữa Biển Đông tiếp tục có gió Nam đến Đông Nam với cường độ ở khoảng cấp 4, thời tiết có mưa vài nơi và tình trạng biển bình thường. Như vậy là hôm nay thì ngoại trừ các tỉnh Trung Bộ duy trì tiết trời nắng nhiều, nhiệt cao, đôi nơi vùng núi có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ. Còn lại thì khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tuy trời có nắng vào trưa chiều nhưng vẫn có thể đón những cơn mưa dông về chiều tối, đêm và sáng. Quý vị đừng quên chuẩn bị bên mình những chiếc ô và áo che mưa. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.